4 giờ sáng, cả đoàn bắt đầu di chuyển dọc sông Hằng để ngắm nhìn cuộc sống sinh hoạt của người dân tại bến bờ nhộn nhịp bên này sông. Được đi trên dòng sông linh thiêng và nổi tiếng của đất Ấn, lòng mỗi người cũng gợi lên những cảm xúc hoan hỷ lạ kỳ. Mỗi người được gửi vào những ước nguyện vào trong những đèn hoa đăng này, thả xuống dòng sông thiêng, nguyện mong những ước muốn thiện lành sẽ trở thành hiện thực. Đủ duyên lành có mặt tại bãi bồi linh thiêng trên bờ sông Hằng vào sớm tinh mơ, thời khắc thiêng liêng của đầu ngày, chúng mình đã nguyện cùng với tất cả chúng sinh hữu hình và vô hình thực hiện nghi thức trì tụng 108 biến chú vãng sanh. Hừng đông ửng hồng, mặt trời từ từ xuất hiện, dành tặng cả đoàn những cảm xúc tuyệt vời vô giá. Đủ duyên ngắm nhìn sự chuyển động của đất trời từ tối sang sáng, từ đêm sang ngày, từ ồn ào náo nhiệt sang tĩnh lặng, thanh lành, ai nấy tim mình đong đầy những cảm xúc tuyệt vời. Lưu giữ tại đây khoảnh khắc này, một sớm bình minh trên sông Hằng.